Viên Mô Tô chào anh em nhá. Hôm nay em có bán chiếc Yamaha Singer IB1 cho bà chị ở Hà Nội. Chị tên là gì nhỉ? Chị tên là Thành. Chị tên là Thành à? Chị ơi, thì khi chị đến chị mua chiếc xe này anh em thì chị cảm nhận như nào khi chị đi thử rồi? Ok em ạ. Ok luôn. Chỉ một từ thôi, okay, đúng không? Vâng, thì em rất cảm ơn chị nhá. Chiếc này là chúc chị đi là gọi là đi tốt dùng bền. Dạ. Trong quá trình sử dụng hỏng hóc bất kỳ cái gì, có vấn đề gì về an ninh em chịu trách nhiệm hoàn toàn. Đấy. Và rất mong chị lan tỏa như, cho đến những chị em phụ nữ xinh đẹp như chị. Đấy, xinh đẹp như chị. Chị đấy. Sẽ ủng hộ cho em nhiều nhiều con xe nữa. Anh em ơi, chị còn rất thích một chiếc xe Win nhà em nữa, nhưng chị bảo đi tạm chiếc này. Nếu về ưng ok chị ủng hộ thêm chiếc nữa. Đấy, rất cảm ơn chị nhá. Không biết nói gì hơn. Đấy, chỉ một từ ok của chị này em đã vui rồi. Rồi rồi, em cảm ơn chị rất nhiều nhá. Đấy. Vâng ạ. Rất ok anh em ạ. Đấy, em có bán cho chị Thành. Chị Thanh. Chị Thành. Tên là gì ạ? Thành. Chị Thành. Đấy, quên cái tên anh em ạ. Vừa nói xong, một chiếc Yamaha Singer. Một chiếc này thì em nói thật với anh em là em không chuyên về dòng này. Đấy, em chỉ chuyên về dòng Win thôi. Nhưng mà em đã có một bác chơi xe này, bác đổi chiếc xe Win cho em. Đấy, thế là tự dưng là chị bảo ok ơi, chị thích này, để cho chị nhớ. Chị phi thừa lỗi lên đấy luôn, không nói nhiều, chốt luôn, đi thử luôn. Và chỉ nói một câu, xe ok, xong phim. Nói ít hiểu nhiều đúng không ạ? Đấy, chị rất là xinh gái anh em nhá. Đấy, không biết là chị... cái gì, sinh năm bao nhiêu nhỉ? Chị sinh năm 74, năm nay 50 rồi em ơi. 50 rồi? Ui giời, nếu mà để đoán này, năm nay chị đoán chị tầm khoảng 39-40 mà chị nói 50 thì thực sự... 50. Đấy, chị dẫn nổ đi thử xem nào. Lại dẫn nữa đi lần nữa xem nào. Đây, được rồi. Đấy. Ui giời, đấy, tuyệt vời luôn. Ok. Rất ok luôn anh em nhé. Quá ok luôn. Tuyệt vời luôn. Chào anh em nhá, chị đi thử rồi, em xin phép dừng video. Em là Trung Kim Ô Tô, nhà em ở ngõ 390 đường Lý Thực Kiệt, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Em chuyên bán sỉ bán lẻ tất cả các dòng xe Win chính hãng Honda và nhận ship toàn quốc. Đấy, em chuyên nhận dọn tất cả các dòng xe Win luôn. Đây, quay luôn kìa, quay chị luôn kìa. Đấy. Đấy. Quá ok luôn rồi gì nữa. Đó nhá, chị vừa đam mê Win vừa đam mê Singer. Chị mua sấp đôi nhà em luôn anh em này. Úi giời, quá mượt luôn. Nụ cười tỏa nắng luôn đấy chị ạ. Nụ cười tỏa nắng luôn đấy. Nụ cười tỏa nắng luôn.